Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phan Hiển khoe xế hộp bạc tỷ hậu đám cưới, fan ngưỡng mộ. Sau so đám cưới đẹp như cổ tích, Ông xã Khánh Thi, Phan Hiển khiến dân tình trầm trồ khi khoe xế hộp hạng sang với giá thành bạc tỷ. Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có viên mãn, tổ chức hôn lễ hoành tráng sau 13 năm chung sống. Chuyện tình Phan Hiển-Khánh Thi không ít lần khiến khán giả rưng rưng xúc động sau nhiều năm bên nhau, nhờ chăm chỉ làm việc mà cặp đôi sở hữu gia sản kết xù bao người ao ước. Đám cưới Khánh Thi-Phan Hiển là sự kiện được nhiều người quan tâm trong năm 2022 – Mới đây, Phan Hiển đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc bản thân post dán bên xế hộp mới và nhận được nhiều tương tác của khán giả. Theo chia sẻ của ông xã Khánh Thi, đây là món quà Noel siêu to bự đến gia đình và hy vọng nó trở thành người bạn đồng hành cùng anh và vợ con. Thậm chí, kiện tướng Dan Sport chính ít hài hước đùa rằng nhà đông con nên vậy đó khiến nhân tình thích thú. Phan Hiển khoe xế hộp giá thành đắt đỏ sau đám cưới xa hoa với Khánh Thi, theo chia sẻ của Phan Hiển, đây là chiếc xe anh tạo trước đám cưới với Khánh Thy, nhưng giờ đây mới khoe. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả lẫn bạn bè của Phan Hiển và bà xã dành nhiều lời chúc mừng cho kiện tướng Dan Sport. Anh trả lời bình luận của một người bạn thân thiết rằng, cưới vợ xong đời lên hương à, em đợi anh chị đó nha. Có thể thấy Phan Hiển không giấu được sự hạnh phúc, vui mừng khi trở thành ông xã của Khánh Thy. Nhiều khán giả bạn bè của Khánh Thy và Phan Hiển chúc mừng anh khi tạo xế hộp mới. Phan Hiển khoe cưới vợ xong đời lên hương khiến dân tình thích thú. Vợ chồng Phan Hiển Khánh Thy khiến dân tình ngưỡng mộ bởi sự giàu có. Ngoài niềm đam mê mãnh liệt với dance pop, Phan Hiển còn đam mê xe. Khánh Thy được dân tình gọi là bà xã quốc dân khi ủng hộ cho sở thích của ông xã. Thời điểm Phan Hiển đạt được 3 huy chương vàng SEA Games 31, người đẹp 8X bất ngờ tặng anh chiếc siêu xe mô tô trị giá hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, Khánh Thi giấu Phan Hiển suốt nửa năm vì chuyện mua xe, còn liên tục tỏ thái độ phản đối mỗi khi ông xã đề cập đến việc tậu xe sang. Nhận được món quà lớn, Phan Hiển không giấu được sự hạnh phúc, cũng như không ngần ngại khen ngợi và bày tỏ tình cảm với Khánh Thi trước chốn đông người. Khánh Thi xuống tay chi tiền tỷ để tặng xe mô tô cho Phan Hiển. Người đẹp chiều lòng sở thích xe cổ của ông xã. Phan Hiển hạnh phúc trước món quà khủng của vợ tặng nhân dịp mình đạt 30 chương vàng SEA Games 31. Trước giờ tổ chức tiệc cưới xa xỉ, chú rể Phan Hiển rước cô dâu Khánh Thi bằng dàn xe máy cực chất giữa đường phố Đông Đúc. Nam Kiện Tướng không lựa chọn xế hộp xịn sò như nhiều đám cưới khác, mà lựa chọn phương tiện gần gũi, phổ thông khiến dân tình thích thú. Phan Hiển và bà xã Khánh Thi cùng nhau đi xe máy trong thời khắc rước dâu. Dàn xe rước dâu của cặp đôi nổi bật trên đường phố tuy đám cưới của phan hiển khánh thi kết thúc nhưng bạn bè của hai người vẫn còn động lại dư âm ngọt ngào của tiệc cưới họ liên tục đăng tải trên trang cá nhân những khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ của cặp đôi đình đám sơ bích việt đây là sự kiện quan trọng trong chuyện tình yêu của hai người phan hiển khánh thi không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi trở thành bạn đời của nhau đám cưới phan hiển khánh thi vẫn để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng bạn bè khán giả Kết thúc viên mãn của Khánh Thi Phan Hiển sau 13 năm bên nhau, chiếc xế hộp bạc tỷ này chính là quả ngọt mà vợ chồng kiện tướng Dan Sport xứng đáng được hưởng bởi quá trình làm việc miệt mài, cống hiến cho lĩnh vực khiêu vũ thể thao của nước nhà với bao huy chương lớn nhỏ. Thật hy vọng vợ chồng Phan Hiển Khánh Thi ngày càng hạnh phúc, viên mãn hơn trong tương lai. Còn bạn, bạn nghĩ sao về Phan Hiển khoe xế hộp mới tậu đám cưới? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo